Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là được mệnh danh là những mê cung thách thức trí óc của con người. Những mật mã mang trong mình những phần thưởng to lớn ẩn dưới hình ảnh của những con số, những chữ cái và những ký tự làm rối loạn cả những bộ óc thiên tài. Trong chương trình video kỳ số này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi khám phá và tìm lời giải cho 10 mật mã bí ẩn nhất trong lịch sử của thế giới. Khai trương vào ngày 3 tháng 11 năm 1990 với tên gọi là Christos, xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là bị ẩn giấu, và chủ đề là thu thập tình báo. Tác phẩm điêu khắc này đã trở thành một những bản mật mã bí ẩn nhất trên thế giới. Bản mật mã này được thiết kế bởi nghệ sĩ điêu khắc Jim Sanborn, là một tấm kim loại bằng đồng cao khoảng 3 mét. Nó bí ẩn và khó giải đến mức ngay cả NASA, là cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, cũng không thể nào hoàn thiện lời giải cho tấm phù điêu này. Và thậm chí là nằm ngay giữa sân nhà trụ sở chính của CIA, cơ quan tình báo chuyên giải mã thông tin của Mỹ tại Langley, Virginia. Bản mật mã cho đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Tương đương với 4 thông điệp là tấm phù điêu bao gồm 4 đoạn mã lớn. Tuy rằng 3 thông điệp đã được giải mã, nhưng mà thông điệp thứ tư được mọi người công nhận là đỉnh Everest của mật mã vẫn còn là một ẩn số không có lời giải. Việc thông điệp thứ tư không thể bị bẻ khóa nổi sau 2 thập kỷ cũng khiến cho Sanborn vô cùng ngạc nhiên. Ông nhận được nhiều lời tán thưởng và cả lời đe dọa từ những kẻ muốn biết nghĩa thực sự của mật mã. Nhưng mà Sanborn cũng quả quyết rằng ông sẽ để tận đến khi sang thế giới bên kia mới tiết lộ phần còn lại, nếu như thế giới chưa giải mã hết. Tuy nhiên vào năm 2006 thì Sanborn đã vô tình tiết lộ rằng chính thông điệp đầu tiên là manh mối để giải thông điệp thứ tư. Và vào năm 2010, ông đã đưa ra một gợi ý khác. Các ký tự 6469 NIPVTT ở phần 4 là mã hóa của từ Berlin. Không chỉ có vậy, mật mã Kratos theo chính lời của Sanborn xác nhận là một bí ẩn lồng trong bí ẩn. 4 bí ẩn hóc búa ấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nói như vậy thì liệu các nhà nghiên cứu giải mã bí ẩn kỳ cựu có thể tìm ra toàn bộ thông điệp của tác giả hay không? Không kém phần hóc búa là mật mã của Billy, một chuỗi gồm 3 đoạn mã vô cùng phức tạp. Điều đặc biệt khiến mật mã này cuốn hút hơn bất cứ một mật mã nào khác chính là phần thưởng cho những con người chạm được đến đích. Tương truyền nếu ai có đủ khả năng để giải mã, chúng sẽ biết được vị trí một trong những kho báu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hàng tấn vàng bạc và trang sức trị giá khoảng 43 triệu đô la, theo tỷ giá của năm 2017. Kho báu này lần đầu tiên được phát hiện bởi người đàn ông bí ẩn là Thomas Jefferson Billy vào năm 1818 trong một chuyến phiêu lưu ở Colorado. Rồi đã nhiều năm trôi qua nhưng chỉ có duy nhất đoạn mã thứ hai đã được giải mã. Đáng nói là không ai có thể ngờ được rằng bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ lại có thể là chìa khóa. Sự thật kỳ lạ này được cho là Billy trùng tên với tác giả của bản tuyên ngôn là Thomas Jefferson. Bằng việc giải đoạn mã trên, địa hạt nơi kho báu được chôn giấu đã được tiết lộ là Bedford, Virginia. Dù vậy thì việc tìm ra vị trí chính xác vẫn còn ngủ sâu trong 2 đoạn mã còn lại. Cho đến tận ngày nay thì hàng trăm kẻ săn kho báu dù phải bất chấp pháp luật vẫn ngày đêm mò mẫm, đào bới giới tung cả hạt Bedford để mà tìm kiếm kho báu. Với hình dạng của một chiếc đĩa đất nung cổ xưa mang đậm hơi thở lịch sử từ quá khứ xa xưa, chiếc đĩa Phaistos đã gây ra cả một tranh cãi lớn cho các nhà khảo cổ.
Chiếc đĩa Phaistos được phát hiện bởi nhà khảo cổ học người Ý là Pernier tại cung điện Minoan vào năm 1908. Chiếc đĩa được tìm thấy trong một căn buồng bí mật nằm ngầm dưới lòng đất một cung điện, được che kín bằng vữa. Nơi đây dường như là một căn phòng được xây dựng nhằm mục đích tôn giáo. Cổ vật này không chỉ khiến cho các nhà học giả tranh luận băn khoăn về mục đích và ý nghĩa tồn tại, mà còn bởi việc chứa rất nhiều các ký tự đặc biệt tượng trưng cho một dạng chữ tượng hình bí ẩn. Người ta tin rằng nó được tạo ra trong một khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một số học giả tin rằng các chữ tượng hình giống như biểu tượng của tuyến tính A và tuyến tính B, hai hệ thống chữ viết được sử dụng ở Crete thời cổ đại. Vấn đề duy nhất là tuyến tính A vẫn chưa hề được giải mã. Ngày nay thì chiếc đĩa vẫn là một câu đố nổi tiếng nhất của ngành khảo cổ học. Quay ngược trở về quá khứ vào khoảng thế kỷ thứ 18 và ghé thăm tấm phù điêu người chăn cừu tại Staffordshire của nước Anh. Hẳn đa phần chúng ta đều lầm tưởng rằng nó chẳng có gì đặc biệt ngoài một bức phù điêu bằng đá tái tạo lại tác phẩm nổi tiếng người chăn cừu Acarida. Thế nhưng mà khi tiến lại gần hơn một chút, có thể nhận ra nó đặc biệt không tưởng. Dòng ký tự là D-O-U-O-S-V-A-V-V-M, một đoạn mã không lời giải suốt gần 3 thế kỷ. Ngay từ danh tính thực sự của tác giả, đó đã là một bí ẩn. Một số người cho rằng đoạn mã có thể là manh mối được để lại bởi các hiệp sĩ đền thánh về nơi cất giấu chiếc chén thánh huyền thoại. Hàng nghìn người đã cố đưa ra những lời giải khác nhau, trong đó có cả Charles Dickens và Charles Darwin. Thế nhưng mà tất cả đều phải nhận lấy thất bại và bí ẩn đến nay vẫn mãi là bí ẩn. Nhắc đến những sự kiện kỳ lạ nhất của xứ sở Kangaroo thì không thể nhắc đến vụ án Tamasud đầy bí ẩn xoay quanh một người đàn ông vô danh đã tử vong vào tháng 12 năm 1948 tại bãi biển Somerton, Adelaide, Úc. Bên cạnh những ẩn số trong danh tính của người này thì bí ẩn còn nằm ở một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ Tamasud được giấu trong một túi nhỏ được khâu ẩn trong chiếc quần của ông ta. Là dòng chữ ở trang cuối của tuyển tập thơ tứ tuyệt của Omar Khayyam, mang nghĩa là kết thúc. Dòng chữ càng làm dậy lên sự hiếu kỳ và khó hiểu. Càng thêm phần bí ẩn, một bản sao của tuyển tập thơ này được tìm thấy chứa một đoạn mã nguệch ngoạc, được cho là do chính người đàn ông đã chết để lại. Theo nội dung thơ của Khayyam thì nhiều người tin rằng dòng thông điệp này có thể mang ý nghĩa là một lời tuyệt mệnh. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa được giải mã và có một câu trả lời chính xác nhất. Vào một đêm hè năm 1977 thì Rory Asman là một tình nguyện viên cho SETI, tức là tổ chức tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh, được cho là đã trở thành người đàn ông đầu tiên nhận được một tin nhắn từ thế giới ngoài hành tinh. Khi mà Asman đang dò sóng radio từ không gian thì ngẫu nhiên bắt được tín hiệu mang những dấu hiệu nổi bật có thể được gửi bởi những người ngoài hành tinh. Và đó là khi mà anh ta nhìn thấy các phép đo của anh ta đang đột biến. Tín hiệu tồn tại trong 72 giây, chu kỳ lâu nhất mà thiết bị của Edman có thể đo được. Nó rất to và được truyền từ nơi mà con người chưa từng đặt chân tới, tức là chòm sao Nhân Mã gần một ngôi sao gọi là tàu Sagittarius, cách xa 120 năm ánh sáng. Rất nhiều giả thiết về nguồn gốc của WOW, bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đã được đưa ra. Tuy nhiên cho đến nay thì vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Với nhiều người, WOW là một minh chứng cho sự tồn tại của một sự sống ngoài trái đất. Mặc cho tất cả những nỗ lực, việc tìm ra vị trí của các tín hiệu này một lần nữa đều thất bại, nổ ra nhiều cuộc tranh cãi và bí ẩn về nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Vào năm 2017, một nhóm các nhà nghiên cứu cho rằng tín hiệu là một sao chổi không xác định. Một loạt 4 thông điệp được mã hóa là những bức thư sử dụng ký tự trong cung hoàng đạo, được cho rằng viết bởi kẻ sát nhân theo cung hoàng đạo nổi tiếng,
một kẻ giết người hàng loạt đã khủng bố người dân vịnh San Francisco vào cuối những năm 1960, đầu những năm 1970. Phải chăng những lá thư này được viết như một cách để chế nhạo các nhà báo và cảnh sát? Và dù một trong số những thông điệp đã được giải mã, nhưng trong đó ba bức thư khác, giống như mật mã ở dưới cùng của bức thư này, vẫn chưa ai tìm ra lời giải đáp. Bí ẩn hệt như là danh tính thực sự của Zodiac Killer. Một trong những công trình xây dựng kỳ bí nhất của nước Mỹ nằm ở phía đông bang Gyori. Trong một vùng đất hoang vắng là năm khối đá danh khổng lồ bóng loáng, tạo thành hình ngôi sao vươn cao sừng sững lên trời. Được biết đến với cái tên gọi là bia đá chỉ dẫn Gyori, đôi khi mà người ta ví nó với di tích Stonehenge của Anh, là một tượng đài bằng đá granite được dựng lên ở Albert County năm 1979. Các loại đá được khắc bằng 8 thứ tiếng: tiếng Anh, Tây Ban Nha, Swahili, Ấn Độ, Do Thái, Ả Rập, Trung và tiếng Nga. Mỗi lần truyền tiếp 10 mệnh lệnh mới cho thời đại lý tính, những viên đá cũng được sắp xếp theo hàng với một đặc điểm thiên văn nhất định. Dù không mang thông điệp được mã hóa, nhưng mà cũng không làm giảm đi màn sương mù bí ẩn bao phủ quanh những tượng đài tưởng niệm, bởi cho đến nay thì chưa một ai có thể đưa ra lời giải thích cho mục đích và nguồn gốc của đó. Dấu hiệu duy nhất là tấm bảng đặt ở gần mặt đất, nói rõ kích thước và giải thích ý nghĩa của một loạt dấu chạm khắc và những chiếc lỗ tương ứng với chuyển động của mặt trời, các ngôi sao và những chỉ thị khắc trực tiếp vào đá. Chúng thể hiện lý tưởng của một thời đại mới. Một số điều mơ hồ nói đến thuyết yêu sinh như sau: hãy hướng về sản xuất khôn ngoan để cải thiện sức khỏe và sự đa dạng. Một số câu hướng về thần bí kiểu hippie như là: hãy quý trọng chân lý sắc đẹp và tình yêu bằng cách tìm kiếm hài hòa với vô cực. Trong số 10 điều răn thứ nhất có lẽ là vấn đề gây tranh cãi nhất. Duy trì nhân loại dưới 500 triệu trong sự cân bằng vĩnh viễn với thiên nhiên. Nhiều người đã lấy nó làm giấy phép để tiêu hủy dân số con người xuống con số được chỉ định. Và các nhà phê bình của những viên đá đã kêu gọi phá hủy chúng. Một số nhà thuyết âm mưu thậm chí cho rằng chúng có thể là một thiết kế bởi một hội kín tôn thờ Lucifer nhằm kêu gọi một trật tự thế giới mới. Đặc biệt, dù bất cứ ai là chủ nhân có Gildestone cũng biết rất rõ việc mở ám. Đó là một cấu trúc thông minh theo dõi chuyển động của mặt trời đến hoàn hảo và nhận biết cách duy trì sự bí ẩn, cho nên sức hấp dẫn cho đến nay vẫn là vô tận. Rongorongo là một hệ thống các ký tự tượng hình bí ẩn được phát hiện được viết trên các hiện vật khác nhau ở trên đảo Phục Sinh. Nhiều người tin rằng chúng đại diện cho một hệ thống chữ viết xa xưa hoặc là tiền chữ viết, và có thể là một trong 3 hoặc 4 phát minh độc lập về chữ viết trong lịch sử của nhân loại. Những ký tự hiện nay vẫn không thể giải mã. Một số người tin rằng những gợi ý về sự sụp đổ khó hiểu của nền văn minh đã được kiến thiết trên đảo Phục Sinh. Thế nhưng mà những thông điệp này có thể sẽ trôi và dĩ vãng. Có nguồn gốc từ khoảng vào đầu thế kỷ 15, chứa đựng các hình minh họa về những loại thực vật kỳ lạ, chẳng giống như bất cứ một loại nào được biết đến. Đó chính là bản thảo Voynich, một bí ẩn đến từ miền quá khứ xa xưa, là một cuốn sách khoảng 250 trang được viết bằng một hệ thống ngôn ngữ, hệ thống chữ viết hoàn toàn không được xác định. Bản thảo được đặt tên theo nhà buôn bán sách Ba Lan đã mua nó vào năm 1912. Chủ sở hữu đầu tiên của bản thảo này được biết đến là Jacques Barrès, một nhà giả kim từ Prague, người đã cố gắng điều tra ra nguồn gốc của nó nhưng mà không có kết quả. Bản thảo đã đổi chủ trong nhiều thế kỷ cho đến khi nó được mua bởi Voynich. Người cho rằng nó được viết bởi Albertus Magnus, một nhà giả kim, hoặc là Roger Bacon, một nhà khoa học. Tuy nhiên thì một số người tin rằng Voynich đã tự bịa đặt bản thảo và lịch sử của nó. Và cho đến hàng thế kỷ sau khi mà được phát hiện, nguồn gốc của bản thảo Voynich vẫn nằm trong màn sương mờ bí ẩn. Thưa quý vị, vén màn bí ẩn kỳ số này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị.
Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.